Các bạn ạ, hiện giờ là Đồng Hải đang đứng ở chỗ đây là km 15 đường Hà Giang đi Đồng Văn. Khu vực này là có một cái điểm view cho du khách đến đây chụp ảnh rất là đẹp, đó là Trúc Hoa Sơn. Đấy, mọi người nhìn thấy ở đây là rất nhiều hoa, các loại hoa rất nhiều. Hiện giờ thì gia chủ đang cho xử lý cái đoạn đường vào cho nó sạch sẽ hơn. Bật mí mọi người thì khu vực này là của cháu mình. Thật sự cháu rất là khéo tay, cháu có nghề cắt tóc, làm đầu. Và cháu cũng có những cái năng khiếu khác, chẳng hạn là về du lịch. Đấy, khu vực này là cháu mua và đang cho trồng những cái vườn hoa để cho du khách đi qua đây ta chụp những bức hình lưu niệm. Phía trước mặt mình kia là dãy núi Răng Cưa kìa. Đấy, cái dãy núi phía đằng bên kia đấy, mọi người có nhìn thấy ấy, chính là cái nơi mà Đồng Hải đã hy sinh một cái điện thoại Note 20 Ultra ở tại cái mỏm núi kìa. Hôm đi lên đấy để chặt cái dây gắm tặng mọi người và bị rơi vỡ ở chính chỗ đó. Thật là cái đợt năm ngoái mình tương đối là đen đủi. Cũng lâu lắm rồi Đồng Hải không có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm nay thì mới có một chút thời gian thư giãn để Đồng Hải sẽ ngồi ở trong vườn hoa này tâm sự với quý khán giả một số cái công việc vừa rồi mà Đồng Hải cũng cảm thấy có những cái điều phải suy nghĩ. Bây giờ thì Đồng Hải đã vào trong khu vực của khuôn viên của vườn hoa rồi. Đấy, ở đây thì cháu cũng có dựng lên những cái chòi cũng tương đối là xinh xắn ở chỗ này để cho du khách vào để chụp hình này. Đấy, những cái túp lều lý tưởng, rồi những cái biểu hiện của cối xay gió, những cái view chụp ảnh. Nói chung là tương đối là nhiều những cái phong cảnh để cho tạo lên những cái điểm nhấn cho du khách đi qua đây. Có những bức hình để lưu lại làm kỷ niệm khi đến Hà Giang. Còn phía bên này là một cái cọn nước này. Cọn nước này là của người Tày. Vườn hoa thì vừa rồi cháu mới đang bắt đầu chăm sóc để cho nó hoa lên những cái lứa hoa mới để cho du khách được vào để thưởng ngoạn. Bên này thì là một dãy cái vườn hoa cúc. Tam giác mạch thì vừa rồi đã lụi hết một lượt rồi. Trong vườn đây có một cái vú sữa cũng tương đối là tốt này. Rất là xanh, mát xuân xê. Còn bên này thì là một vườn hoa cúc trắng. 3000 hoa cúc trắng đã nở rất là rộ rồi. Ở đây thì ngay bên cạnh trục đường quốc lộ 4C, đường Hà Giang đi Mèo Vạc. Đấy, hàng ngày thì nườm nượp các cái đoàn du khách, người ta đi du lịch vùng cao rất là đông. Các bạn ạ, cũng rất là lâu rồi thì hôm nay Đồng Hải mới lại có một chút thời gian thư thả để ngồi chơi, để tâm sự cùng tất cả mọi người. Hiện giờ thì Đồng Hải đang ngồi chơi ở chỗ một cái vườn hoa của đứa cháu Đồng Hải. Hôm nay là chỉ vì Đồng Hải đi lên trên Lũng Cáng kìa. Thì lên định đi vào một cái đám ma của người đồng bào người Mông ở đấy. Nhưng mà thật sự đây là những cái tập tục mình cũng không thích lắm. Và trên đấy thì nó thật sự đi vào trong đám thì ai cũng uống rượu nhiều lắm. Mà mình thì sợ cái mùi rượu lắm. Nên mặc dù được mời lên đấy nhưng mà mình lên đấy chơi một chút rồi mình cũng quay xuống. Mình cũng không quay phim. Và mình cũng không ở đây ăn cơm cùng gia đình nữa. Đồng Hải đi ra ngoài này thì để chút nữa Đồng Hải còn đi sẽ hỏi mua vật liệu các thứ để có thể là chiều nay hoặc là sáng sớm mai sẽ trở vào để làm đường giúp cho cháu sinh. Thực tiện thể hôm nay rỗi rãi thì Đồng Hải cũng tâm sự với tất cả mọi người.
là Tổng Hải đi làm YouTube ở đây ấy, thì tính ra thì nó cũng mới được khoảng độ hơn một năm nay thôi. Mình cũng không làm đều lắm, có khi là mình làm thời gian xong rồi mình đi chơi chỗ nọ chỗ kia mình nghỉ, hoặc là mình đi làm ở vùng này vùng khác, do đó nói thật sự là cũng rất ít khán giả. Đồng Hải cũng xin tâm sự tất cả mọi người là thế này này, thì trước đây Đồng Hải sống một mình thì cũng không phải suy nghĩ gì mấy, nên em đi chơi là nhiều, đi chơi nó vô bổ nhiều quá, thì nên Đồng Hải mới làm một cái kênh YouTube để quay lại những cái thước phim, những công việc mình làm giúp đỡ đồng bào nó có ý nghĩa, lưu lại để làm kỷ niệm cho con cháu về sau này. Mà làm được những việc tốt để giúp mọi người ấy, thì đấy là một cách hình thức tích đức để cho con cho cháu, và nó cũng là vui với tuổi già của mình nữa. Nói thật sự không hiểu tại sao trước đây thì mình ốm yếu, nhưng mà đến từ ngày mình đi làm kênh ấy, thì người nó khỏe mạnh lắm, chẳng biết ốm đau là gì tất cả. Trời rét như thế này mà cứ tắm nước lã thoải mái chả vấn đề gì cả, leo dốc leo đồi leo núi chặt cây, nói chung là cái gì cũng được, không thấy nó mệt mỏi. Thì trước đây ốm đau đi bệnh viện suốt ấy, nên Đồng Hải thấy đấy cũng là một cái điều mà Đồng Hải rất thích, không biết nó đem lại cho mình những cái gì, nhưng mà được cái sức khỏe, được những cái kỷ niệm về lâu dài, nên Đồng Hải đã làm những cái việc gì ấy, Đồng Hải cố gắng làm thật tốt nhất, làm thật nhất để giữ làm cái kỷ niệm cho Đồng Hải về sau này. Đấy là cái lời tâm sự chân thành của Đồng Hải. Thì Đồng Hải thì tính ra đi làm thì cũng chưa có nhiều thời gian đi làm YouTube, cứ một thời gian thì Đồng Hải lại bớt công việc lại nghỉ. Chính vì thế nên nói thật sự là mọi người cứ nghĩ là đi làm YouTube để lấy lợi nhuận, nhưng mà kênh của Đồng Hải thì nói thật sự không có tiền đâu. Nếu có tiền thì không đủ tiền để mua nước uống đâu, chứ không nói mua xăng đổ xe. Đấy, mọi người nên nhớ là như thế. Nhưng mà Đồng Hải vẫn cứ đi làm, là mình làm giúp được mọi người cái gì thì mình giúp thật tâm thật tình. Còn riêng với trường hợp của cháu Sinh ý, thì là trường hợp ngoại lệ, bởi vì Đồng Hải coi cháu hơn cả con cả cái của mình, bởi vì cháu rất là chịu khó ngoan ngoãn, mặc dù cháu tàn tật, cháu sống biết chăm chỉ chịu khó, không chơi bời. Đấy, nên Đồng Hải rất quý, Đồng Hải rất thương cháu, nên Đồng Hải có những cái điều gì mà có thể làm được là Đồng Hải giúp cho cháu. Như trước đây Đồng Hải đã mở lại cái con đường lên để giúp cho cháu đi lại nó dễ dàng hơn ấy, nhưng mà thế mà thấm thoát cũng đã được một năm rồi đấy. Con đường bây giờ nó xuống cấp tương đối nhiều rồi, bởi vì nó là con đường đất mà, thì nó kiểu gì nó cũng bị xuống cấp, bị mưa gió thời gian nó xói mòn, mà không có người coi như sửa chữa duy tu thì nó sẽ lại hỏng đi, lại khó đi. Nên lần này Đồng Hải chắc rằng cũng chỉ giúp cháu lần này nữa thôi, còn có khi Đồng Hải đi về trong miền Nam thì cũng còn lâu Đồng Hải mới lại quay ra ngoài này được để giúp cháu. Nên Đồng Hải mới đang quyết định là sẽ mua một số vật liệu xi măng cát sỏi để làm cho cháu những cái đoạn đường khó nhất, làm đoạn đường khó nha mọi người nha, chứ không phải làm cả cái con đường đâu, bởi vì cả con đường đấy thì Đồng Hải không đủ điều kiện để làm cho cháu, bởi vì nếu mà giả sử còn có những cái điều kiện thì Đồng Hải còn rất nhiều người còn cần phải được giúp đỡ nữa cơ, ngay đồng bào trong Ninh Thuận đây kìa, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn đây rất nhiều. Nhưng đây vì là thương cháu, Đồng Hải ra đây làm để giúp cho cháu. Chắc là xong trong chương trình của cháu rồi thì Đồng Hải cũng sẽ lại quay về miền Nam thôi, chứ không ở ngoài này nữa. Nên Đồng Hải chỉ biết là làm những gì tốt nhất cho cháu. Thật sự là mình cũng rất mong là nhà cháu Xính có những cái con đường to đẹp để đi vào nhà, mong lắm để tiện lợi cho cháu đi, nhưng mà chắc là cái mong ước ấy thì cũng chưa thể hiện thực ngay được. Chắc là nó nếu mà nó có được con đường để đi vào nhà cháu ấy, thì chắc thì cũng có khi phải cả năm nữa,
mới có con đường đi vào nhà cháu, nhưng mà đấy vẫn là con đường đất thôi. Đấy là con đường mà đang được mở từ bên Lũng Cáng để đi vào trong cái khu ruộng của đồng bào nhân dân Lũng Cáng ấy. Nhiều khán giả xem người ta không hiểu, người ta không biết cháu Sinh giờ đang ở đâu, mà có những cái comment, những cái bình luận thì thôi mình cũng nói để cho mọi người cùng hiểu thôi. Bởi vì con đường từ bên Lũng Cáng đi sang chỗ nhà cháu Sính, bởi vì cháu Sính giờ là không phải thuộc ở bên Lũng Cáng nữa, mà cháu ở bên Lũng Trang, mà thôn của cháu đang ở bây giờ là thôn Mịch B chứ không phải là thôn Lũng Cáng nữa. Thì Đồng Hải mới nói là cái con đường mà cháu Sính giờ vẫn đang đi xuống dưới trường này, xuống trạm y tế này, xuống chợ, xuống xã, xuống thôn của cháu đang ở bây giờ nữa, bởi vì cháu bây giờ đang là thuộc ở thôn Mịch B mà chứ không phải là thôn Lũng Cáng nha mọi người nhé. Nhà cũ của cháu ở Lũng Cáng nhưng bây giờ cháu đang ở bên thôn Mịch B và ở trên cái địa phận của Lũng Trang. Thì con đường của Đồng Hải mở xuống đấy nó chỉ có mấy cây số thôi, nó tầm 5-6 cây số là đi xuống được cái trung tâm rồi. Thì cháu xác định là đi con đường là chủ yếu, mai kia cho con cái đi học thì cũng đi cái con đường đấy. Chứ còn nếu mà giả sử có con đường to mở từ ngoài Lũng Cáng mà đi vào đến chỗ nhà cháu ấy, thì thứ nhất là thời gian thì chắc là bây giờ cũng không thể, nếu có mở thì cũng phải tính rằng năm nữa thì mới vào đến nhà cháu chứ không phải là ngày một ngày hai mà đến được đâu. Bởi con đường nó còn gian nan bất khuất lắm, nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế. Bây giờ là có tiền để mở có những cái chặng đường bằng mấy cây số đường rừng bằng máy múc đấy, thì Đồng Hải rất mong là có con đường, thậm chí là mong có con đường bê tông vào nhà cháu ấy. Kể cả là có con đường bê tông đi vào nhà cháu chăng nữa thì con đường Đồng Hải mở cho cháu thì vẫn là con đường chính để cháu đi xuống dưới trường, xuống trạm, xuống chợ và con đường gần nhất. Còn nếu mà cháu mà đi vòng quay trở lại cái đồi quế của cháu, xong đi vào con đường mới mở kia kìa, quay ra Lũng Cáng, bắt đầu mới quay ra ngoài chợ, quay ra trung tâm y tế, quay ra chỗ trường học của mai sau con cháu học ấy, thì nó phải vào hai mươi mấy cây số nhé. Mà bây giờ nếu là đường bê tông thì còn có thể đi được những ngày mưa gió, còn nếu mà trời đường đất ấy, thì những ngày mưa gió thì chắc là cũng dắt xe là nhiều, đi bộ là chủ yếu. Nên nhiều người không hiểu cứ bảo cứ có con đường to rồi vào làm lại con đường bên kia làm cái gì, rồi để cho cháu phải vất vả. Thì Đồng Hải nói này này, làm con đường bê tông này thì là tiền túi của Đồng Hải bỏ ra để giúp cho cháu, bởi vì Đồng Hải coi cháu như là con đấy, nên thương cháu mới lo cho cháu như thế. Thỉnh thoảng Đồng Hải có lên chơi thì nó cũng còn dễ hơn, nên Đồng Hải sẽ mua xi măng cát sỏi làm cho cháu những cái đoạn đường dốc trơn bằng bê tông thôi, còn những cái đoạn đường bằng phẳng hoặc tương đối ấy, nó chỉ hơi dốc hoặc đường nó có đá dăm ấy, thì nó không không bị ban trượt ấy, thì thôi cứ kệ nó. Đấy là Đồng Hải nói là làm giúp cho cháu như thế, nên rất mong tất cả những khán giả đã đồng tình ủng hộ với Đồng Hải rồi ấy, thì sẽ động viên cho Đồng Hải. Và những người người ta không hiểu ấy, chưa hiểu về cái con đường nó như thế nào ấy, thì hãy nghĩ lại chứ đừng có những comment bình luận mà có khi là gây mất đoàn kết nữa cơ. Bởi vì mình có làm mất lòng ai đâu, mình đây là mình đi làm giúp cháu, giúp cháu nhưng mà không phải một mình cháu đâu, bây giờ còn có cả mấy hộ ở trên ấy nữa thì người ta cũng sẽ cùng làm đường với Đồng Hải. Thậm chí là trưởng thôn của cái Mịch B ấy, người ta thấy Đồng Hải làm như thế cũng hứa là sẽ khi nào mà bắt đầu đổ bê tông ấy thì sẽ cho người của thôn lên cùng phụ giúp cho Đồng Hải. Bởi vì làm gì, mặc dù con đường nhỏ thôi nhưng mọi người đi lên nương lên rẫy đi lấy củi nó được dễ dàng hơn rất nhiều đấy, được đảm bảo quyền lợi cho mọi người.
và người ta cũng phải mất kinh tế, người ta chỉ bỏ thêm một chút công sức vào đấy giúp cùng đồng hải thôi. Và khi đồng hải làm giúp cho cháu sinh xong rồi, đồng hải cũng yên tâm để khi đồng hải quay về miền Nam rồi ấy, còn thì đồng hải sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Chứ còn nói thật chứ không phải là đồng hải đi làm đây để kiếm cơm ăn, nhiều người cứ nghĩ là phải như thế, mọi người nghĩ thế là sai lầm đấy. Còn khẳng định với mọi người ấy, thì sang năm thì chắc là không biết có đến bao nhiêu tiền thì đồng hải cũng không 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 ở trên Hà Giang này được, bởi vì lịch trình sang năm đồng hải sẽ có một cái chuyến đi công du đi sang châu Âu nữa cơ đấy, nó như thế nên mọi người phải hiểu và thông cảm cho cái công việc làm của đồng hải. Mà đây là đi làm giúp mọi người, giúp cháu mình, coi giúp con mình để có những cái gì tốt nhất cho các cháu đi lại. Hôm nay ấy, thì là thứ nhất chân đồng hải cũng còn đang hơi đau, thứ hai là cháu Xính thì hôm nay cũng đang đi sang bên Lũng Cáng để đi vào cái đám ma nên không cùng đồng hải đi công việc được. Mà đồng hải nói thật sự nhé, cái thời gian này là cháu Xính đang dỗi, đang không vào cái vụ mùa gì, đồng hải mới tạo cái việc làm để cho cháu có thời gian để cùng làm với đồng hải để cho có con đường tốt nhất cho cháu. Có người nói là đồng hải cứ lôi cháu, bắt cháu phải thế nọ thế kia, thì nếu thế là mọi người sai lầm rồi đấy, mọi người nghĩ thế là quá sai lầm đấy. Đây là cái quyền lợi cháu được hưởng chứ không phải là vì gì cả. Mọi người cứ thử nghĩ xem, con đường đang đi phải quấn xích, mưa gió trơn trượt ngã, bây giờ có con đường bê tông để đi lại cho dễ dàng thì ai mà không muốn. Thì trong khi đó đây là cái quyền lợi thiết thực nhất mà đồng hải làm để giúp cho cháu, nên một lần nữa đồng hải mong mọi người mà có những cái nhìn sai ấy, thì hãy nhìn lại, hãy suy nghĩ lại trước khi comment, trước khi vào những bình luận, những lời nói. Thế còn là đồng hải chỉ biết giúp những ai là đồng hải giúp thật, giúp nhiệt tình, giúp được cho người ta được những cái tốt nhất thế thôi. Còn rồi bây giờ thì đồng hải cũng không có nhiều thời gian nữa, đồng hải chỉ có một chút những cái lời tâm sự đối với quý khán giả ở trên kênh, và đồng hải cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều tới tất cả các quý khán giả đã xem, đăng ký và ủng hộ kênh cho đồng hải để đồng hải có thêm những cái động lực để làm tốt hơn những công việc thiện nguyện, giúp những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên mọi miền của đất nước. Bây giờ đồng hải xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Đây mọi người ạ, hiện giờ thì cháu Xính đã đi xuống dưới trung tâm của xã Thuận Hòa, và đồng hải cũng đang ở dưới này để đợi cháu. Thì hai chú cháu sẽ tí nữa sẽ đi mua vật liệu để làm cái con đường lên nhà cháu. Và cháu hôm nay xuống dưới xã thì cũng có một số công việc về chính sách ở ngoài xã nữa. Thì mọi người sẽ xem tâm sự của cháu Xính về cái con đường này. Đấy, bây giờ thì cháu Xính thì nói xem là cái việc đi lại ở con đường này này thì có cần thiết làm hay không hay như thế nào? Chào tất cả khán giả của chú Đồng Hải nhá. Cháu xin chào tất cả khán giả đang xem video vui vẻ, và cháu cũng mọi người nói nhiều quá thì cháu cũng tâm sự một chút, bảo là có cần thiết là làm được không. Thì cái này là đây là cá nhân của cháu và của chú Đồng Hải. Chú Đồng Hải giúp cho cháu là nó là một việc tốt, nhưng mà bởi vì anh Mạnh mở đường đấy đấy, đây là mở cho dân Lũng Cáng và đường đấy chỉ thông thôi, nhưng mà ở đấy nó không có tiền về xã gì hay là cái gì về thôn bản gì họp chợ gì cả, thì mình chỉ đấy chỉ là phương tiện để mình về nhà thôi, thì cũng không cũng không không phải là không cần thiết, cũng cần thiết để thông hết nó càng tốt, không có vấn đề gì cả. Thì bởi vì mình chú cháu mình làm bên này là nó để nó đi vào đây là nó tiện, nó ra xã Thuận Hòa nó gần hơn, bởi vì nó chỉ chuồn dốc thôi, thì nó mình làm cho nó đỡ phải trơn, thì mình họp kiểu có cái gì ấy mình chở đi nó dễ hơn, nó không phải trơn nữa, thì nó với lại nó gần chợ và gần trung tâm hơn, thì mình tiện thì mình toàn đi ở đây. Thì cháu mới có cái ý định là cháu mới lên ở lán này ở, bởi vì nó gần chợ và gần xã thì nó có cái gì nó tiện hơn. Thì bởi vì ngoài đấy chỉ có là về nhà thôi, chỉ việc về cái nhà thôi, thăm nhà thôi, không có cái gì cả.
thì với quý khán giả không kiểu họ xem ấy, họ không không hiểu ấy thì họ mới nói như thế thôi. Thì tất cả các bác, những ai đang nói như thế đấy thì các bác kiểu các bác chưa trải nghiệm lên cái con đường này thì các bác chưa biết thôi. Thì để anh Mạnh làm đường ở kia thì nó cũng không phải là gần, bởi vì vẫn còn rất xa, thì chú giúp cho cháu để cái đường có chỗ nào trơn thì mình mới làm, chỗ nào không trơn thì cũng không làm. Dạ, đấy mọi người ạ, như cháu Sính đã dạy về tâm sự ấy, thì cái con đường mà phía bên Lũng Cáng mở sang ấy thì hiện nay thì mới được có một nửa đường như Đồng Hải cũng đã nói, mà cũng đã đến một nửa năm nay rồi. Thì cháu Sính cũng như Đồng Hải cũng rất mong là có cái con đường to để đến nhà cháu Sính, thậm chí rất mong có con đường to mà thông từ bên ấy sang bên Thuận Hòa này. Nhưng mà nó thật sự là con đường nó cũng là tương đối là gian nan và vất vả, mà thời gian để làm được con đường ấy thì cũng không phải là ngắn, và cái kinh phí cũng không phải là ít, nên điều đầu tiên ấy, Đồng Hải cũng như cháu Xính là mong muốn nhất là có con đường thông từ phía bên nhà cháu ở bên thôn Lũng Cáng sang bên chỗ nhà cháu bây giờ đang ở bên Lũng Trang này, và bây giờ cháu đang ở bên Linh Mịch B này, đã có con đường ấy, kể cả là thời gian ngắn thời gian dài đấy cũng là điều rất là mong muốn của cháu rồi. Nhưng mà con đường đấy thì cháu chỉ để đi về nhà thôi, còn nếu mà cháu đi vòng từ đấy mà đi ra đến trung tâm của xã này, ra trường học này, rồi thì ra trạm y tế này, ra tất cả những cái chợ này thì nó xa gấp quãng độ 5 lần đường nếu mà so với con đường này. Con đường này cháu đi thì nó rất là tiện lợi, nên cháu không bao giờ cháu có thể là rời bỏ con đường này được, kể cả mai kia bây giờ là cháu sẽ ở hẳn bên này, mà bên này thì nó lại không phải thuộc là Lũng Cáng nữa, mà bên này nó thuộc Mịch B rồi. Thế mọi người phải hiểu như thế, nên chặng đường cháu đi xuống nó chỉ có mấy cây số thôi đã đến trung tâm. Nên Đồng Hải cũng rất mong muốn khán giả thông cảm để cho cái vấn đề Đồng Hải giúp cho cháu làm con đường đấy là cái tâm nguyện của Đồng Hải. Nó thật sự là một mình kinh phí Đồng Hải không thể làm cho cháu được hết cả cái chặng đường dài như thế. Thứ nhất là cái nhân lực không có để vận chuyển được cái một bao xi măng, một cái bao cát lên trên, nó là rất là khó khăn rồi, chứ không phải nói là cả một con đường mấy cây số. Nên những cái gì chỗ nào đoạn nào khó nhất ý, thì chú cháu Đồng Hải sẽ tập trung làm trước đã. Còn giả sử nếu mà có các mạnh thường quân ra giúp đỡ vào nữa thì có thể là chú cháu Đồng Hải sẽ làm cũng gần như là trọn vẹn được cái con đường, nhưng mà đấy là cái tính về sau. Còn bây giờ thì cũng là làm những cái đoạn đường khó nhất đã. Thì Đồng Hải cũng rất là vui mừng, thì mới thấy là chú cháu Đồng Hải đang chuẩn bị mua vật liệu để đi làm cái con đường, thì cũng đã có một nhà hảo tâm, một mạnh thường quân ở Hà Nội, đấy là chú Hùng, cũng đã gửi vào 1 triệu đồng để cho chú cháu Đồng Hải coi như đã góp thêm tiền vào làm con đường bê tông lên cho nhà cháu. Thế thì chú À, cháu được. xin chúc chú Hùng Vương, cô chú Hùng Vương luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Đấy, thì cũng Đồng Hải cũng cùng với cháu Xính sẽ chân thành cảm ơn tới tất cả quý khán giả, chân thành cảm ơn tới gia đình của anh Hùng rất là nhiều. Bây giờ thì chú cháu mình sẽ đi ra ngoài xã và xong chuẩn bị tiến hành đi thuê xe để chở vật liệu nhờ. Thế hôm nay thì Đồng Hải cũng mua tương đối nhiều thức ăn này, mua hơn 3 cân thịt này, 1 cân cá cái rồi. Về cái này về mình treo dần lên để mình ăn ấy, Xính ạ. Chứ ở trên mình không có tủ mà cứ ăn cơm rau mãi thì cũng không được, nên cũng phải mua, mỗi lần đi xuống phải mua như thế này đây.